Hội đồng thẩm định văn hóa Nhật Bản đã chọn tiếng cử mỏ Sato ở đảo Sato tỉnh Niigata, trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Mỏ Sato vốn nổi tiếng là một mỏ vàng thời kỳ Eto 1603-1867. Nhưng sau khi chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai nổ ra, nơi này chủ yếu được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh như đồng sắt kẽm, Thực dân Nhật đã huy động một lượng lớn lao động người Châu Sơn, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quạng. Dọc một đường hầm từng được sử dụng suốt hàng trăm năm vào thời kỳ cận đại trong mỏ Sato, trưng bày những bức ảnh và giới thiệu nội dung lịch sử. Tuy nhiên, tại đây lại không hề giới thiệu về sự thật là những người Châu Sơn từng bị cưỡng ép lao động. Chính quyền tỉnh Niigata, địa phương xúc tiến đăng ký mỏ Sato thành di sản thế giới, trả lời đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS rằng hiện chưa xem xét đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động. Vì có đề cập tới vấn đề cưỡng ép lao động hay không sẽ do chính phủ Nhật Bản quyết định, bởi đây là vấn đề liên quan tới ngoại giao. Cục Di sản Văn hóa Nhật Bản giải thích, Mò Sato được lựa chọn là ứng cử viên duy nhất để tiến cử trở thành di sản văn hóa thế giới, do khu mỏ này có thể được công nhận về giá trị phổ quát vượt trội. Tuy nhiên, Việc đăng ký di sản thế giới đối với một địa điểm từng cưỡng ép lao động người Châu Sơn dự kiến sẽ trở thành một vấn đề nổi cộm nhạy cảm trong quan hệ hàng Nhật. Tương tự như việc đảo Hashima, còn gọi là đảo quân hạm, nằm trong quần thể di tích của cách mạng công nghiệp minh trị, được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO.